Em Quảng xin chào mọi người các bác nhé. Trong cái video này em sẽ giới thiệu đến toàn thể các bác cái sản phẩm đến từ hãng Theta, đó là Theta K3E. Đây là cái sản phẩm vang số em đang setup cho một bác khách Kim Duy, bác ở tỉnh Tiền Giang. Đặt bên em một con vang số Theta K3E. Trước bác cũng đã lấy một con Theta K3 rồi, và đợt này cũng muốn thêm một con nữa. Đấy là sản phẩm Theta K3E. Trên đây em cũng làm một cái video này để giới thiệu đến toàn thể các bác cái sản phẩm vang số bên em đang cung cấp. Nó còn K3E, nó cái giá rất là phải chăng, chỉ có 1.900.000 là các bác sở hữu được một con vàng Theta K3E ở đây, rất đầm cực kỳ đẳng cấp nhé, không thua kém thì hàng K5 này luôn. Đấy rồi, em sẽ hát thử một đoạn cho các bạn nghe nhé, em sẽ cho âm lượng tăng lên. Gợi nhớ tôi mong cho tâm tình thường hay ngó trường tắm về chung phố, những mong trời chiều đổ mưa 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 rơi qua phố buồn, tranh lòng bao nhớ thương chuyện tình yêu vẫn đương ngày xưa. Một người sáng ngang cuộc đời, một người đêm tay vui, chia ly có gì vui. Trời mưa nghe xa buốt con tim, dù anh vào kỷ niệm vào từng tròn cả một đêm. Chờ đêm vắng với cô đơn, ngõ hồn mưa ngập ngừng. Tình thương ta nhưng vẫn nhớ nhau hơn, biết biết em giờ có buồn. Và từ đó xa lơi, giờ đây đường lối mưa gió về buồn nhau muối. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các bác nghe có tiếng không ạ? Vẫn là chiếc micro giá rẻ 950.000, tiếng mic cực sang các bác nhá. Đấy, chẳng qua là nó có mang một cái thương hiệu rất là lạ, nên là nhiều khi các bác không chưởng mấy, nên là bọn bên các anh trung cộng này bán giá rẻ. Đấy, bán giá rẻ về thì mình nhận được dùng rẻ thôi. Đấy, chất lượng của nó rất là hay nha các bác nhá. Đấy, mà chỉ có 950.000 thôi. Cái sản phẩm này á, đây, đầu thu của nó đây, đầu thu của micro này. Đấy, các bác sử dụng cái dòng này nó chỉ đắt tiền hơn cái, nó cũng chỉ bằng một cặp mic dây của các bác thôi. Đấy, mà cái sản phẩm này các bác, bên em bán ra vẫn được bảo hành cho các bác 6 tháng đàng hoàng, 6 tháng rất là dài đúng không ạ? Lỗi, nếu con trăng này nó lỗi sau 6 tháng các bác bảo hành ấy, các bác cứ gửi về em xử lý cho, đơn giản thôi. Micro rất là dễ sửa. Đấy, các bác cứ yên tâm mà sử dụng. Mà chỉ có 950.000 một cặp này thì là quá mèo rồi đúng không ạ? Đấy, còn cái sản phẩm vang số Theta K3E này bên em đang cung cấp với cái giá là 1.900.000 nhá. Tất cả các sản phẩm đều được bao ship cho các bác sẵn. Đấy, còn con sản phẩm vang K5 này, này em đang bán với giá 2.600.000. Vẫn được bao ship bảo hành, tất cả đều được bảo hành 6 tháng nhá. Rồi, các bác ủng hộ em cho em xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhá. Rồi em xin dừng video ở đây ạ.